Nước là một nhân tố quan trọng trong cuộc sống không thể thiếu. Bắt đầu sử dụng từ nguồn nước sạch, cho đến tái sử dụng nguồn nước thải. Nước có liên quan mật thiết đến mỗi cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống văn minh hiện nay, các nguồn tài nguyên thiên nhiên không ngừng bị giảm thiểu. Nguồn nước có thể tái sinh để sử dụng cũng là nỗ lực con người trong tương lai. HCB vì một ý tưởng cho mọi người được sử dụng một nguồn nước sạch và tái sử dụng nguồn nước thải, nên đã khai thác một loại máy bơm HCB với kỹ thuật chuyên nghiệp, hết lòng vì môi trường xanh cộng đồng. Trong cuộc sống, chỉ cần liên quan đến sử dụng nước thì đều có sự phục vụ nhiệt tình của dòng sản phẩm HCB. Dòng sản phẩm của HCB đầy đủ các chủng loại, trên 200 mẫu mã, sử dụng trong mọi lĩnh vực. Sáng tạo, chuyên nghiệp, nhiệt tình cũng chính là quan niệm của HCB, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời mang sản phẩm chất lượng đến cho người tiêu dùng. Công ty HCB được thành lập vào năm 1979, lấy thương hiệu HCB để tiêu thụ trên toàn cầu, sau đó thành lập xưởng sản xuất tại Đài Loan và Trung Quốc. Ngoài ra, còn có văn phòng kinh doanh tại Việt Nam và Bắc Mỹ. Không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trên khắp năm châu, máy bơm HCB chất lượng ổn định, nhận được sự tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời không ngừng tăng trưởng. Để nâng cao chất lượng sản xuất, tháng 7 năm 2009, HCB đã mở rộng xưởng sản xuất tại khu chế xuất Bình Đông, Đài Loan, với diện tích 18.200 m². Nhà xưởng thế hệ mới đã cung cấp môi trường làm việc tốt hơn dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các cấp lãnh đạo, duy trì truyền thống tốt đẹp và tích cực cải cách, sáng tạo. HCB có đội ngũ nhân lực hoàn chỉnh, đồng thời không ngừng đầu tư thiết bị và máy móc. Công nhân viên là tài sản quan trọng của công ty. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên nghiệp và càng làm hài lòng khách hàng hơn. Chúng tôi đã được cấp chứng nhận quốc tế ISO 9001, chứng nhận chất lượng của Đài Loan, Trung Quốc, Châu Mỹ, Bắc Mỹ và chứng nhận của các nước khác, kể cả trong nghiên cứu, thiết kế và kiểm định chất lượng để có các thành tích xuất sắc. Sự chuyên nghiệp của HCB đã đạt được thỏa mãn cao độ và cổ vũ nhiệt tình của khách hàng. Nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo là động lực nâng cấp sản phẩm. Quy trình thiết kế của HCB được sự hỗ trợ của hệ thống máy vi tính, khâu xử lý và thiết kế được rút ngắn thời gian, công đoạn sản xuất, nâng cao tính năng của sản phẩm, không những cải thiện hiệu suất của động cơ điện và cánh bơm. Ngoài ra, HCB còn hợp tác nghiên cứu với các xưởng của nước ngoài, nâng cao kỹ thuật thiết kế. Hoàn chỉnh kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm bao gồm kiểm định linh kiện, kiểm tra mô tô tổng hợp, kiểm tra thành phẩm tổng hợp và thử nghiệm tính năng máy bơm chìm, v.v. Mỗi một linh kiện của máy bơm chìm HCB đều phải phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của khâu KCS mới tiến hành sản xuất và lắp ráp. Đồng thời, mỗi một máy bơm đều kiểm tra tinh tế bằng hệ thống máy móc trước khi xuất xưởng. Chúng tôi có các loại máy tiện CNC, máy cân bằng cánh bơm, v.v. Thông qua những thao tác chuyên nghiệp của các kỹ sư để nâng cao độ chính xác và tinh tế của sản phẩm. Máy bơm là một động cơ chuyển động quay quanh trục, nên độ cân bằng của cánh bơm và trục chính đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Chúng tôi kiểm nghiệm cánh bơm và trục chính của máy nhằm để đảm bảo sản phẩm được vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ của máy trong quá trình sử dụng. Quy trình sản xuất chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng
quyết định tính ổn định của máy. Trước khi lắp ráp, linh kiện phải qua quá trình làm sạch nhằm đảm bảo chất lượng ổn định của máy bơm. Mỗi một công đoạn đều được kiểm tra chặt chẽ bằng máy vi tính. Máy móc sản xuất tiên tiến, lưu trình sản xuất hiệu quả dưới sự điều phối của các kỹ sư chuyên nghiệp. Sản phẩm HCB được lắp ráp hoàn chỉnh, chính xác và nhanh chóng, giao hàng đúng hẹn. Ngoài kỹ thuật sáng tạo và quy trình sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh HCB cung cấp sự phục vụ hoàn thiện và chu đáo, vận chuyển sản phẩm đến tận tay khách hàng một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lắp ráp và hướng dẫn kỹ thuật để khách hàng được yên tâm khi sử dụng các loại sản phẩm HCB. Các sản phẩm của công ty HCB bao gồm loại EF, máy bơm nước thải rác, loại A, máy bơm nước thải sạch thường dùng, loại F, máy bơm nước thải thường dùng, loại AL, máy bơm nước thải sạch. Loại S, máy bơm nước thải inox. Loại GF, máy bơm nước nghiền nhỏ. AS, bơm nước trong công trường. Loại AG, máy bơm khuấy trộn trong xây dựng. Loại IC, máy bơm dùng trong nuôi trồng, trồng trọt. Loại LA, máy bơm dòng trục loại lớn. Loại GP, máy bơm sục khí oxy. Loại PON, máy bơm gia dụng. Phạm vi ứng dụng của máy bơm HCB bao gồm các công trình xây dựng công cộng, nhà máy và các mục đích dân dụng, bao gồm các xử lý nước thải trong hệ thống xử lý nước thải, bơm hút nước công trình xây dựng, bơm nước tạm thời, cấp nước trồng trọt, chăn nuôi, khu vực cấp nước chống lụt và bơm nước khu vườn cảnh quan. Ở đâu có nước, ở đâu có máy bơm HCB. HCB ngoài việc có thị trường lâu năm tại Đài Loan, đồng thời còn đưa sản phẩm xuất khẩu đi khắp châu Âu, châu Mỹ, Nhật, Úc, Trung Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông và nhiều nước khác trên thế giới, hướng đến thị trường quốc tế. Nước là tài nguyên quý giá nhất của trái đất và cũng là nguồn tài nguyên vô giá của con người. Trong tương lai, HCB sẽ tiếp tục hướng tới các nơi trên thế giới, cung cấp sản phẩm có chất lượng, cố gắng hơn trong công tác giữ vững niềm tin của khách hàng, hết lòng vì nguồn tài nguyên nước sạch của thế giới.